Em rất là vui với cả em rất là muốn được thầy trả lời những câu hỏi của em ạ. Và con rất vui khi được gặp thầy. Hồi học hồi hộp và mong chờ. Mong muốn thầy vào trả lời các câu hỏi cho chúng con và con rất biết ơn thầy. Mong chờ thầy Thích Mật Hạnh vào và trả lời các câu hỏi của con ạ. Con cảm thấy là mong chờ phấn khởi hồi hộp ạ. Cô là con cảm thấy vui khi thầy vô lớp mình. Cô là con rất ao ước được gặp thầy ạ. À, cảm nghĩ của con khi mà thầy Mật Hạnh rất là con cảm thấy rất là hồi hộp và vui sướng. Và À, con mong mong là từ cái hôm mà thầy Mật Hạnh vào là mẹ mẹ con cũng vào cùng, bởi vì mẹ con nay bận việc lắm nên là hiếm khi mẹ con học học mà lại được cùng con.